Hello, xin chào tất cả các bạn thành viên CEC. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai chủ điểm cuối cùng trong kỳ quá khứ, đó là quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành. Ok, chúng ta cũng sẽ đi vào tìm hiểu cụ thể chi tiết và các nội dung về cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết của từng thì này nhá. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với thì quá khứ tiếp diễn. Về cấu trúc của nó thì nó sẽ có cấu trúc như sau: chủ ngữ cộng với was hoặc là were, và sau đó sẽ là một verb ing, cũng như là một verb có đuôi động từ verb ing. Ok, cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn thì nó sẽ có một số cách dùng như sau. Thứ nhất, nó dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một hành động xảy ra vào một thời điểm trong quá khứ. Tính liên tục nhé, các bạn ấy nhấn mạnh tính liên tục của một hành động xảy ra vào một thời điểm trong quá khứ, có nghĩa là cái hành động này là nó mang tính chất liên tục ở trong một cái thời điểm trong quá khứ, một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Ví dụ như là I was watching TV at 8 o'clock yesterday. Tôi đã xem phim, đang xem phim vào lúc 8 giờ ngày hôm qua. Đây là một cái hành động này diễn ra vào một thời điểm cụ thể là 8 o'clock, 8 giờ của tối của ngày hôm qua. 8 giờ của ngày hôm qua thì tôi đang xem phim. Thì quá khứ tiếp diễn có dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra vào một thời điểm trong quá khứ. Ví dụ như là this time last year I was living in Japan. Vào thời gian này của năm ngoái thì tôi đã sống ở Nhật. Vì thế nên là nó diễn tả một hành động đang diễn ra vào một thời điểm ở trong quá khứ. Thời điểm này của năm ngoái thì tôi đang sống ở Nhật. Thì nó là cái việc mà tôi đang sống ở Nhật vào một cái thời điểm trong quá khứ là thời điểm này năm ngoái, thì trong câu đó sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn this time last year I was living in Japan. Ok, ngoài ra thì quá khứ tiếp diễn còn thường dùng thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn cùng nhau để chỉ một sự việc đã xảy ra trong lúc sự việc kia đang tiếp diễn. Cái này có nghĩa là thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn thì chúng thường hay đi cùng nhau để chỉ một sự việc đã xảy ra trong lúc mà sự việc kia vẫn đang tiếp diễn. Ví dụ như là she sunburned his hand when she was cooking the dinner. She sun đã bị bỏng tay khi mà cô ấy đang nấu bữa tối. Thì cái sự việc đã xảy ra đó là she sunburned his hand, là cô ấy đã bị bỏng tay. Đấy là sự việc đã xảy ra nên sử dụng thì quá khứ đơn. Và trong lúc mà sự việc kia vẫn đang tiếp diễn và sự việc cô vẫn đang tiếp diễn, đó là she was cooking the dinner, cô vẫn đang nấu bữa tối, thì cô bị bỏng tay trong lúc mà cô đang nấu bữa tối. Thì sự việc đã xảy ra nên là quá khứ đơn, mà sự việc trong khi sự việc khác vẫn đang tiếp diễn nhưng ở thời điểm trong quá khứ nhá, thì sẽ là quá khứ tiếp diễn. Ok, về dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn thì chúng ta sẽ chú ý một số các cụm giới từ chỉ thời gian như sau: at this time last night, at this time, at this moment last year, or at 8 p.m. last night while something like that. Okay. Thứ hai, chúng ta sẽ chuyển đến thì quá khứ hoàn thành với cấu trúc như sau. Nếu như thì quá khứ hoàn thành mà động từ chính trong câu ở dạng to be, nó sẽ có cấu trúc là chủ ngữ cộng had been, sau đó sẽ làm thường là một tính từ hoặc là một cụm noun phrase, danh từ, một cụm danh từ. For example, she had been a good dancer when she met a car accident. Cô đã từng là một vũ công giỏi khi cô gặp vụ tai nạn ô tô. Thì đây là cấu trúc. Nếu như trong câu này động từ chính là động từ to be thì nó sẽ có dạng chia động từ to be ở phần thứ hai, nó sẽ trở thành là been, she had been, và sau đó thì sẽ thường là một cụm danh từ hoặc là một tính từ. Ví dụ trong câu này she had been a good dancer, a good dancer đây là một noun phrase, là một cụm danh từ, một vũ công giỏi. Dancer là danh từ chỉ người, good là tính từ, a noun từ đây là một cụm danh từ, noun phrase. Ok, nếu như chủ ngữ chính trong câu là động từ thường thì ở cái quá khứ hoàn thành nó sẽ có cấu trúc là chủ ngữ subject đi với had, sau đó sẽ là một past participle, có nghĩa là một động từ chia phân từ hai. Ok, for example, we had lived in
We had lived in Huế before 1975. Chúng tôi đã sống ở Huế trước năm 1975. Yeah. Thì lúc này động từ lived sẽ được chia phần từ hai và nó sẽ là động từ có cái tác sẽ thêm ed. Ok. Về cách dùng của thì quá khứ hoàn thành, thứ nhất nó dùng để diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Có nghĩa là nếu như mà hành động nào xảy ra trước thì nó trước một hành động khác ở trong quá khứ thì cái hành động mà xảy ra trước một hành động ở trong quá khứ thì cái hành động đó sẽ được chia quá khứ hoàn thành. Ok. Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Thì chúng ta vẫn là thời điểm ở này sau quá khứ, nhưng nếu như hành động thì diễn ra trước cái hành động ở trong quá khứ thì cái hành động đấy sẽ là được chia quá khứ hoàn thành. Còn hành động mà sẽ diễn ra sau thì sẽ chia quá khứ đơn. For example, when I got up this morning, my father had already left. Ví dụ như trong câu này thì khi tôi thức dậy vào buổi sáng thì bố tôi đã đi làm rồi. Cái hành động bố tôi đi làm trước khi mà tôi thức dậy thì hành động bố tôi đi làm sẽ được chia thì quá khứ hoàn thành. Còn sau đó thì tôi mới thức dậy thì nó sẽ được chia quá khứ đơn. Mặc dù các bạn hình dung nhá, đó là cái sự kiện đã diễn ra trong thời điểm quá khứ rồi. Nếu như chúng ta có nói lại, có kể lại với ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ. Tuy nhiên, nếu như cái trong cái câu kể của mình sẽ có hai hành động thì hành động diễn ra trước chúng ta sẽ chia thì quá khứ hoàn thành, còn hành động diễn ra sau chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Understand? You got it? Okay. Ví dụ như trong câu này, when I got up this morning, my father had already left. Thì hành động my father had already left là bố tôi đã rời đi, đã đi làm rồi, đã đi rồi. Thì đây là hành động mà diễn ra trước. Sau đó thì I got up this morning. I got up và sau đó mới đến là hành động tôi thức dậy. Khi tôi thức dậy thì bố tôi đã đi làm rồi. Got it? Ok, vì thế nên là hành động diễn ra sau sẽ chia thì quá khứ đơn. Get and got. Hành động diễn ra trước sẽ chia quá khứ hoàn thành. Had left. Had already left. Ok. Ngoài ra thì quá khứ hoàn thành còn dùng để mô tả hành động trước một thời gian xác định trong quá khứ. For example, we had lived in Huế before 1975. Chúng tôi đã sống ở Huế trước năm 1975, nghĩa là dùng để mô tả một hành động trước một thời gian xác định. Thời gian này là thời gian xác định cụ thể đấy này, trước năm 1975, đây là một thời gian xác định ở trong quá khứ. Thì nó sẽ để mô tả một hành động trước mốc một thời gian xác định ở trong quá khứ thì chúng ta sẽ dùng khi thì hiện tại hoàn thành. Ok, got it. Thì hiện tại hoàn thành còn dùng trong câu điều kiện loại 3. Ok, trong câu điều kiện loại 3 chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện mà như nào nhỉ? Không có thật ở trong quá khứ. For example, if I had known that you were there, I would have written you later. Nếu mà tôi biết rằng là bạn ở đó thì tôi đã viết cho bạn một bức thư. Nhưng mà cái này là cái mà câu điều kiện mà nó không có thật trong quá khứ, nghĩa là mình chỉ đang giả sử lại cái hành động đã diễn ra rồi nhưng mà nó hoàn toàn là không có thật, nên chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 3. Và cũng trong câu điều kiện loại 3 thì chúng ta ở về if chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành, had cộng phần thứ hai. If I had known that you were there, I would have invited you later. Okay. Thì quá khứ hoàn thành mà dùng để giải thích lý do cho một điều gì ở trong quá khứ, giải thích lý do cho một điều gì đó ở trong quá khứ. Bạn để ý nhé, giả sử như là chúng ta đưa ra một cái lời giải thích cho một cái sự kiện đã diễn ra trong quá khứ rồi, và cái câu giải thích đó thì cái hành động ở trong câu giải thích thì nó sẽ được sử dụng chia thì quá khứ hoàn thành. For example, it has snowed in the night, so the bus didn't arrive. Vì tuyết đã rơi đêm trong đêm vì tuyết đã rơi vào đêm hôm qua cho nên là xe buýt đã không thể đến được, chưa arrive, đã không đến. Dạ, thì cái câu snow
Câu này có nghĩa là vì Tuyết đã rơi vào đêm hôm qua cho nên là Tuyết đã không đến, thì cái câu mà giải thích tại sao cái xe buýt này đã không đến hôm qua, đã không đến là bởi vì là Tuyết đã rơi. Vì thế thì cái câu giải thích cái vế mà để giải thích cho một cái sự kiện ở trong quá khứ thì nó sẽ câu giải thích đưa ra một cái lý do thì chúng ta sử dụng là thì quá khứ hoàn thành. Ok, had snowed. That snowed. Tuyết đã rơi in the night, vào đêm hôm qua. So the bus didn't arrive. Vì thế mà xe buýt đã không tới. Ok, tóm lại thì quá khứ hoàn thành sẽ được dùng ở trong những điều kiện, ở trong những trường hợp như sau. Thứ nhất là diễn đạt một cái hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ. Hành động xảy ra trước thì chúng ta dùng quá khứ hoàn thành, còn hành động mà xảy ra sau thì chúng ta dùng quá khứ đơn. Ok, thứ hai là quá khứ hoàn thành dùng để mô tả hành động trước một thời gian xác định ở trong quá khứ. Mô tả một hành động trước một thời gian xác định ở trong quá khứ. Và đây là một thời gian xảy ra được xác định rất là rõ ràng, cụ thể ở trong quá khứ. Hành động này là hành động xảy ra trước cái mốc thời gian đó. Ok. Và thứ ba là thì quá khứ hoàn thành được dùng trong câu điều kiện loại 3. Ok, là cái số 4, cái dùng số 4, trường hợp số 4 của nó là để giải thích lý do cho một điều gì đó ở trong quá khứ. Ok, rồi chúng ta sẽ đi đến tìm hiểu về phần dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ hoàn thành. Chúng ta sẽ dựa vào một số các cụm từ như sau: by the time, when, until, before, after. Ok, yeah. Trên đây là bài giảng về bài nội dung về thì, và đặc biệt là bài cụ thể là trong thì quá khứ hoàn thành và quá khứ tiếp diễn. Đây cũng chính là hai thì sẽ khép lại cái phần thì liên quan đến thì quá khứ, và chúng ta sẽ tìm hiểu về các thì không phải ở hiện tại, không phải quá khứ, mà sẽ là trong tương lai ở những bài giảng tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và goodbye, see you next time.